Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem một cái món đồ mới của mình. Cái món này mình mới lấy ở trên Banggood về các bạn ạ. Đây, cái hộp đóng gói rất là cẩn thận nhé. Bây giờ mình sẽ mở hộp luôn cho bạn coi. Rồi, các bạn có thể đoán ra là gì rồi đúng không? Đây là cái đầu Android mới của mình các bạn ạ. Cái đầu Android dành cho ô tô. Chiếc đầu Android các bạn xem ở clip trước thì nó cũng khá là lâu rồi. Hôm nay mình sẽ nâng cấp lên một cái phiên bản mới, nó xịn hơn các bạn. Mình sẽ cho các bạn coi ở bên trong nó có gì nha. Đầu tiên là chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng này, hai cái gá để bắt lên ô tô này, đây là những cái phụ kiện kèm theo các bạn. Đây là nhân vật chính của chúng ta này, được bọc xốp rất là cẩn thận. Đây là những cái phụ kiện tặng kèm các bạn ạ. Chúng ta sẽ có bốn con ốc để sử dụng với hai chiếc gá này. Ở đây thì chúng ta có một cái module GPS các bạn ạ. Bạn có thể thấy thiết kế cũng khá là đẹp. Sợi dây này tương đối là dài này, chất liệu dây cũng rất là tốt. Chúng ta sẽ có hai sợi cáp USB nối dài các bạn ạ. Cái sợi cáp này thì sử dụng cho các cái thiết bị ổ cứng di động. Cái chiếc đầu DVD ô tô của chúng ta thì hỗ trợ cái ổ cứng ngoài có dung lượng lên tới 2T, rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Sợi cáp cũng được làm rất là đẹp, rất là chắc chắn các bạn ạ. Đây là một sợi cáp khác, cái sợi cáp này là sợi cáp tín hiệu wifi này các bạn, cái anten wifi đó. Đây là cái cáp parking này. Đây là cái sợi cáp RCA cho dành cho camera. Đây là cái cụm cáp RCA output. Cụm cáp này sẽ bao gồm là cái cáp RCA FL này và RCA-FR. Hai cái cáp này là cáp xuất ra tín hiệu audio này, AUX video in 1 này. Đây là cái cáp để kết nối ra loa sắp này, camera trước này, AUX in này, kênh trái này, video out này, AUX in kênh phải này. Đây là cái sợi cáp cuối cùng các bạn ạ. Cái sợi cáp này thì nếu như mà các bạn đã sử dụng cái phiên bản lần trước đó thì các bạn cũng không lạ gì cái sợi cáp này cả. Sợi cáp này thì nó sẽ gồm bốn cái cặp màu giống nhau này. Cái này thì mình nhìn cái là mình nhận ra ngay nó dành cho loa các bạn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái cặp màu trắng này dành cho loa FL này, đó. Cái sợi mà họ tô cái màu đen ở trên dây đấy các bạn là cái sợi cho cực âm của loa, và cái sợi không tô màu thì dành cho cực dương của loa. Chúng ta sẽ có bốn cặp, đây là cặp màu trắng này, cặp màu xám này. Các bạn cứ lựa chọn dây giống nhau là được. Cặp màu xanh dương này các bạn. Và một cặp nữa. Các bạn nhìn xem dây nào giống nhau, đây cặp màu tím nữa các bạn. Vậy là chúng ta có bốn cặp dây dành cho loa. Với chiếc đầu DVD này thì mỗi loa có công suất là 45W, tổng công suất cho bốn loa sẽ là 180W, một con số rất là khủng trong cái không gian của ô tô các bạn. Chúng ta sẽ có một sợi dây nguồn này màu đỏ này. Cái dây camera lùi thì nó có màu hồng nhé các bạn. Dây mát thì có màu đen này. Đây là cái key một có màu nâu này thì dành cho cái núm điều khiển ở trên vô lăng các bạn ạ. Cái key hai này cũng vậy, nó sẽ sử dụng cái chức năng điều khiển ở trên vô lăng. Đây là dây anten này. Đây là dây nguồn 12V này. Còn cái dây ILL có màu cam này thì nó sẽ dành cho cái đèn chiếu sáng các bạn ạ. Đây là tất cả những cái sợi cáp mà chúng ta được tặng khi mua cái đầu DVD này. Ở cái phiên bản này thì chúng ta sẽ không được tặng kèm cái camera lùi. Nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng camera lùi thì các bạn cần phải mua thêm luôn nhé. Không lúc các bạn ship cái sản phẩm này về rồi nó không có thì cũng rất là bất tiện. Có lẽ thì nhà sản xuất họ tính toán là chúng ta sẽ nâng cấp từ cái phiên bản IMAX 7 inch, cái giống như là cái clip mình đã chia sẻ cùng các bạn đó, nên là họ sẽ không trang bị cái camera lùi để tiết kiệm chi phí cho chúng ta. Ở phía trên thì nhà sản xuất có in rất là rõ cái sơ đồ của cái cáp nguồn cũng như là cái cáp RCA để chúng ta có thể tham khảo trong cái trường hợp mà chúng ta làm mất cái quyển sách hướng dẫn sử dụng, rất là tiện lợi đúng không ạ? Cái mặt bên của sản phẩm thì đây là cái mã của sản phẩm. Cái mã của sản phẩm ngày hôm nay là IH605 này.
Mặt sau của sản phẩm thì các bạn có thể thấy là đây là một cái tấm nhôm rất là lớn các bạn. Các cái khe socket này thì nó sẽ phù hợp với cái rắc mà nhà sản xuất cung cấp rồi. Các bạn cứ yên tâm cắm, sẽ không thể cắm nhầm được, rất là tiện lợi. Ở đây chúng ta có một cái cầu chì nhỏ nhỏ màu xanh này. Một cái anten GPS này, một cái chỗ cắm để anten để xem TV này. Các bạn có thể thấy là cái phiên bản lần này mình chọn thì nó rất là dài các bạn. Cái kích thước nó lớn hơn khá là nhiều so với cái phiên bản trước. Phiên bản lần trước thì nó chỉ có cái kích thước bằng một lửa như này thôi, khoảng 50 mm. Thì cái kích thước này nó phụ thuộc vào cái ô tô của các bạn nha. Các bạn nên kiểm tra để lựa chọn cái kích thước đó phù hợp. Mình chọn cái kích thước dài này là vì sau này mình còn chế cái loa nghe nhạc nữa các bạn. Cái đầu nghe nhạc MP5 thì nó sẽ rất là thuận tiện. Cái kích thước dài này mình sẽ dễ dàng đút vào trong hộp hơn và nó tản nhiệt thì cũng tốt hơn. Bây giờ mình sẽ kết nối cáp vào, sau đó thì chúng ta sẽ cắm điện và kiểm tra thử xem ở cái phiên bản này nó có nâng cấp gì so với lại các phiên bản lần trước không nha các bạn. Cái việc kết nối rất là đơn giản các bạn, cái sợi cáp này thì các bạn sẽ không thể cắm nhầm được. Bạn chỉ cần ấn chặt nó vào vậy là xong. Các bạn lưu ý là chúng ta phải kết nối cái cụm dây tín hiệu này vào nhé các bạn. Vì cái cụm này nó có chứa cái anten, nó giúp cho thiết bị của chúng ta bắt sóng khỏe hơn. Rồi, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào, mình sẽ mở bên trong cái giao diện sử dụng để cho các bạn coi cái phiên bản này nó có cái nâng cấp gì không nha. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối thiết bị với lại nguồn điện để coi kỹ hơn cái giao diện sử dụng của nó nha. Thiết bị đang khởi động các bạn ạ. Yahoo, à, cái tên nghe rất là quen thuộc nha các bạn, nó gần gần giống như cái tên rất là nổi tiếng mà chúng ta thường sử dụng đó là Yahoo ngày xưa. Hệ thống đang khởi động các bạn ạ. Rất là nhanh các bạn ạ, đã khởi động vào rồi. Ở đây thì các bạn có thể thấy này, khi khởi động lần đầu tiên thì thiết bị sẽ vào luôn cái giao diện FM các bạn ạ. Có lẽ thì cái FM là một tính năng rất là hay sử dụng ở trên ô tô, do là chúng ta có thể cập nhật cái tình trạng đường xá hay là gì đó rất là thuận tiện các bạn, nên là nhà sản xuất ưu tiên cái tính năng FM. Ở trên cái giao diện FM này các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta được thiết kế rất là đẹp các bạn, như cái icon màu vàng trên cái nền màu đen làm cho cái sản phẩm ở trong cái giao diện của nó rất là sang trọng các bạn, rất là bắt mắt luôn. Các bạn có thể thấy này, chúng ta có những cái icon giúp truy cập nhanh cái tính năng FM thì nó nằm ở bên dưới này, còn những cái icon mà truy cập những cái tính năng khác ở trong cái thiết bị trong cái đầu DVD của chúng ta đó thì nó sẽ nằm ở phần phía trên, rất là trực quan, rất là dễ sử dụng các bạn ạ. Cái cột sóng này mình sẽ kích vào cho bạn coi. Cái cột sóng này thì chúng ta sẽ có những cái kênh FM khác nhau để lựa chọn bạn. Ở bên đây thì chúng ta có cái lựa chọn là RDS các bạn ạ, một cái nâng cấp rất là đáng giá. Ở cái phiên bản lần trước thì cái tính năng RDS thì không có ở trên này các bạn ạ. Phiên bản này thì nó mới có cái tính năng RDS. Cái tính năng RDS này thì nó còn tùy thuộc vào cái đài phát của các bạn nha, tùy thuộc vào cái khu vực. Đây là Station ID thì chúng ta có thể lựa chọn nhanh những cái đài mà chúng ta hay nghe này. Đây là cái mục lựa chọn sóng các bạn, dò đài tự động. Rất tuyệt vời. Chỗ này là dò thủ công các bạn. Từ cái giao diện màn hình FM thì các bạn có thể thấy là chúng ta có rất nhiều những cái icon ở trên này các bạn. Những cái icon này thì cho phép chúng ta truy cập nhanh những cái tính năng ở trên máy. Ví dụ tính năng nghe nhạc hay tính năng xem video chẳng hạn. Bây giờ thì mình sẽ vào cái tính năng cài đặt trước đây, cái mục setting. Mình sẽ cho các bạn xem thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Chúng ta vào system này. Ở đây chúng ta sẽ vào tiếp about device này. Cái chiếc đầu DVD của chúng ta thì sử dụng cái phiên bản là Android 10 các bạn ạ. Con chip sử dụng ở trên máy là cái chip Allwinner các bạn ạ, 8 nhân. Có cái dung là 32 GB và máy thì sử dụng cái DDR3 có cái dung lượng lên tới là 4 GB các bạn. Với cái dung lượng 4 GB này thì nó là một cái nâng cấp rất là đáng giá. Nó sẽ giúp cho cái máy của chúng ta chạy đa nhiệm tốt hơn so với chỉ 1 GB ở cái phiên bản lần trước. Cái độ phân giải màn hình là 1024 nhân với lại 600 cũng đủ dùng các bạn. Hết rồi, ở trong cái phần About Device thì nó cũng không có nhiều cái thông tin lắm.
chúng ta sẽ quay trở lại vẫn ở trong mục System, thì các bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ này hoặc cái bàn phím này, cài đặt ngày giờ hệ thống này. Và quan trọng nhất ở đây thì có cái mục Reset luôn các bạn ạ. Cái mục Reset này thì nó cho phép chúng ta reset về mặc định của nhà sản xuất các bạn. Rất là tuyệt vời đúng không? Ở trên máy thì cũng có một cái nút Reset ở trên này các bạn. Nút Reset này thì các bạn sẽ dùng một cái que nhỏ các bạn cắm vào đây vậy là được. Ở dưới nút Reset thì có một cái khe cắm thẻ nhớ. Bây giờ mình có một cái thẻ nhớ ở đây, mình sẽ cắm luôn rồi cho bạn coi nha. Khi cắm thẻ nhớ vào thì máy sẽ tự chạy cái nội dung media có ở trong này luôn các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Đây là màn hình chính của sản phẩm các bạn ạ. Những cái biểu tượng này thì nó vẫn còn như các bạn. Những cái biểu tượng cho phép chúng ta truy cập nhanh những cái tính năng mà chúng ta thường hay sử dụng ở trên ô tô. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Còn những cái biểu tượng phía dưới này này thì nó sẽ thay đổi tùy theo cái ứng dụng của chúng ta. Ở đây thì các bạn có thể thấy là cái mục Equalize thì nó vẫn còn này. Đây là cái nút tắt màn hình này. Đây là điều chỉnh loa các bạn. Còn cái nút ở giữa này thì cho phép chúng ta truy cập những cái phần mềm mà chúng ta đã cài đặt ở trên máy. Các bạn có thể thấy là cái trang đầu tiên thì là những cái ứng dụng mà nhà sản xuất đã thiết kế riêng cho cái máy này các bạn. Với cái tông màu vàng và nền đen rất là sang trọng. Sang cái tab thứ hai là những cái tab cơ bản mà nhà sản xuất đã cài đặt cho chúng ta. Các bạn có thể cài đặt thêm các cái ứng dụng khác bằng cái mục Play Store các bạn ạ. Google Play thì cung cấp cho chúng ta rất nhiều những ứng dụng mà chúng ta cần thiết. Các bạn có thể đăng nhập vào để tải những ứng dụng mà các bạn mong muốn. Sau đó thì chúng ta sẽ quay lại này. Ở đây có một cái hình cái vô lăng các bạn. Cái vô lăng này thì các bạn có thể cài đặt những cái phím tắt mà chúng ta hay sử dụng này. Rất là ok đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ truy cập vào thử cái mục Music nha. Đây là cái mục Music của chúng ta này. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào mục Video này. Ở cái mục video này thì các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái thông báo là không thể xem video khi đang lái xe. Nếu mà gặp cái thông báo này thì các bạn có thể vào mục cài đặt này. Các bạn để ý cái tab video ở trên này này. Các bạn sẽ nhìn thấy mục Driving Video Off này. Các bạn bật on nó lên vậy là được. Bây giờ mình sẽ quay trở lại mình thị phạm cho bạn coi. Bạn vào mục video này. Các bạn có thể thấy này. Đây là cái clip 4K lúc trước mình có test cái khoang. Cái sản phẩm của chúng ta thì load rất là nhanh các bạn. Cái file 4K nó load ầm ầm như thế này các bạn. Rất là tuyệt vời. Vừa rồi mình cùng các bạn có điểm qua một số cái tính năng chính của cái sản phẩm này. Nếu như mà khám phá hết những cái tính năng ở trên cái sản phẩm này thì cái clip nó sẽ dài quá. Mình sẽ hẹn các bạn ở cái clip sau. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái tính năng, những cái cài đặt ở trên cái sản phẩm này. Rồi cảm ơn các bạn, thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.